bác đang được nghe đó là tiếng hát của con âm ly Marzahn PM62. Con này khá nặng nha, khá nặng đấy. Hai cái hồi này bằng gang này, màu vàng chanh nhạt. Nói chung thiết kế đẹp của con âm ly đây. Hai tản nhiệt hai bên, nguồn to 180W điện 100V, dòng âm thanh của Mỹ, xuất sang thị trường Nhật điện 100V. Marzahn nó của Mỹ anh em nhá. Trở kháng từ 416.